Theo thống kê không chính thức của Ủy ban Dân số Toàn cầu và Tổ chức Y tế Thế giới thì có 10 người đàn ông là sẽ có 8 người đàn ông mắc bệnh ế, và số lượng những người mắc bệnh ế này ngày càng phát triển và nhân rộng ra trên toàn cầu. Những người ế thì họ thường hay bị đau lòng, nhói ở trong tim vào những ngày lễ tình yêu, còn những ngày còn lại thì họ hay bị đau tim và nhói ở trong lòng. Để tự an ủi bản thân, người ế họ thường động viên nhau theo kiểu: thôi, không có người yêu cho đỡ tốn tiền. Hoặc là nhiều người còn động viên nhau bằng thơ kiểu: thân ế đã mấy năm qua, người yêu cũng có nhưng là hai tay à. Với cái loại này ấy, thì những ngày như kiểu là Valentine đỏ, Valentine trắng hay là Noel ấy, nó cũng như những ngày bình thường. Có hay không, không quan trọng. Còn tất cả những cái khác, có hay không có, không quan trọng. Loại này được gọi là trái tim mùa đông ấy, bởi vì nó đóng đá, nói chung nó chai lì với cảm xúc rồi. Lịch sinh hoạt một ngày nhá, theo kiểu này: ngủ dậy này, bắt đầu chơi game này, xem phim này, xong đầu đi ngủ, thỉnh thoảng còn làm thơ. Anh đây còn phải đến trường học lo đất nước yêu đương cái gì. Thể loại này á là cái thể loại được gọi là hạnh phúc nhất thế giới luôn. Ngày thường người yêu quan tâm chăm sóc hết mực, hát hơi cái nhá là con thuốc cảm cúm, hát hơi thêm cái nữa nhá, người yêu chăm hơn mẹ chăm. Những ngày như kiểu là 14 tháng 2 này, hay là Valentine trắng này, người yêu quan tâm chăm sóc hết mực, tình cảm nồng ấm. Ví dụ như kiểu em ấy là một streamer thích chơi game, đến ngày 14 tháng 3 là người yêu tặng luôn cái màn hình để chơi game. Đấy, sẽ thấy không, tâm lý chưa, được chưa, hoành tráng chưa. Món quà tuyệt vời mà người yêu em tặng đó là chiếc màn hình MSI Optic MAG322CQRV. Đây là một màn hình cho trải nghiệm chơi game tuyệt đỉnh, thiết kế không viền, góc nhìn lên tới 178 độ, độ phân giải lớn WQHD, chơi game với độ sắc nét cao, hiển thị nhiều chi tiết nhờ độ phân giải WQHD. Tần số quét là 144Hz, tốc độ phản hồi là 1ms, AMD FreeSync, loại bỏ hiện tượng rách, giật và xé khung hình, anti flicker và LED blue light, chơi game lâu hơn và bảo vệ đôi mắt của bạn khi mệt mỏi. Gaming OS D app thiết lập cài đặt hiển thị cho game của bạn. My Stick Light trở lên rực rỡ hơn khi chơi game. Night Vision quan sát mọi chi tiết trong bóng tối một cách rõ ràng. Dậy đi, quay nốt đi em. Đang làm đi lâu lại đang ngủ à? Ông thế làm mơ à? Vừa đang mơ là 14 tháng 3 được tặng con màn hình xịn lắm, nhưng mà không phải à? Anh có người yêu đéo đâu. Đùa. Ôi, quay đi, quay đi. Vâng, và trước khi kết thúc clip này thì mình chỉ muốn nói với tất cả các bạn rằng ngày hôm nay là ngày 14 tháng 3, và mình xin chúc cho tất cả các cặp đôi yêu nhau sẽ luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc. Và hãy nhớ là đi đâu cũng phải đeo khẩu trang và rửa tay, rồi thì mới làm gì thì làm ấy nhá. Còn với tất cả các bạn FA thì ngày hôm nay vẫn sẽ có quà cho tất cả các bạn. Đó là khi các bạn đến mua màn hình MSI này tại tất cả các đại lý chính hãng thì các bạn hãy nhớ để lại bình luận hoặc đánh giá trên trang web của đại lý đó, và các bạn sẽ nhận được một phần quà, đó là một steam code trị giá 20 đô. Và các bạn hãy nhớ kích vào đường link phía dưới này hoặc có thể vào fanpage MSI Gaming để tìm hiểu chi tiết nha. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.